Thưa quý vị và các bạn, một mái ấm có chồng, có con là hạnh phúc bình dị mà người phụ nữ nào cũng mơ ước. Nhưng với cô giáo Nguyễn Thị Hoàn, giáo viên trường Trung học Phổ thông Mỏ Trạng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, thì hạnh phúc ấy lại quá mong manh khi chồng, con gái và người em trai lần lượt qua đời bởi căn bệnh HIV. Bản thân cô cũng mang trong mình căn bệnh thế kỷ này. Không gục ngã trước số phận, ngày ngày cô vẫn lên mục giảng với khát vọng còn sống được ngày nào thì phải sống cho ra sống. Nhân ngày Thế giới phòng chống HIV, AIDS, mùng 1 tháng 12, phóng viên báo điện tử Bắc Giang đã có cuộc trò chuyện với chị. Thưa chị có thể chia sẻ một chút về cái tâm trạng của mình khi hay tin mình bị nhiễm HIV không ạ? Khi mà biết mình, chính thức là biết mình bị nhiễm HIV thì tôi cũng có những cái trạng thái tâm lý có lẽ cũng giống rất là nhiều người. Đơn giản như là người ta chỉ mắc một cái bệnh rất là thông thường thì người ta cũng đã rơi vào cái trạng thái là cũng hoang mang, cũng lo lắng. Thế thì bản thân mình thì lại rơi vào một cái bệnh mà thế giới còn đang bó tay, thì lúc đấy mình buồn này, tiếc này, cũng thấy xót xa, cũng đau đớn. Thế nhưng cái quan trọng là mình đi qua nó rất là nhanh, là vì lúc đấy là mình đang có em bé. Thì bên cạnh mình lúc đấy là có bà nội này, có bà ngoại này. Thì mình hiểu cái nguy cơ mà bị mất con ấy, nó chỉ có thể đến trong nay mai thôi. Nên là như thế thì mình làm mẹ rồi thì mình lại cũng hiểu là cái nguy cơ mất con nó đã đau đớn rồi. Thế mà nếu cái việc ấy nó xảy ra thì cái người sinh ra mình ấy chắc phải đau đớn lắm ấy. Thế nên nghĩ về mẹ, nghĩ là mình sẽ là nơi dựa cho mẹ, nên là cái khoảng thời gian mà để mình buồn một chút, xót xa một chút, tiếc nuối một chút ấy, thì nó qua đi rất là nhanh. Vậy để vượt qua sự kỳ thị đó thì bản thân chị trong suốt thời gian qua đã có cái sự nỗ lực cố gắng như thế nào về chuyên môn cũng như về cuộc sống? Là người trong cuộc thì mình hàng ngày mình nghe này, mình chứng kiến và mình thấy là rất nhiều những cái bạn và những cái người cùng hoàn cảnh với mình thấy ngoài cái việc mà người ta đang phải cố gắng để chống chọi với bệnh tật, tức là xét về thể chất ấy, thì người ta phải còn chịu một cái gánh nặng rất là lớn từ cái kỳ thị, phân biệt đối xử, từ thậm chí từ gia đình, từ bạn bè, rồi từ xã hội. Vậy thì cùng một lúc những người mà nhiễm HIV họ phải gánh đỡ hai cái gánh nặng, thì nếu không đủ nội lực thì có lẽ là cũng không thể chống đỡ được. Thế thì mình đã tìm cái cứu cánh ở trong công việc. Thì thứ nhất là trong cái công tác chuyên môn ấy, thì mình nghĩ như thế này. Bản thân mình phải xác định được là công việc nó vừa là cách để mình sống, vừa là cách để mình kiến tạo niềm vui, vừa là cách để mình chứng tỏ là mình vẫn còn có một cuộc sống hữu ích. Thế và cũng suy nghĩ một cách rất là tích cực là với mỗi người ấy, thì công việc chính là một cách để đo giá trị. Thế thì nếu muốn nâng giá trị của mình lên thì chỉ có một cách là phải cố gắng trong công việc. Kết quả thì trong công việc cũng cả là một cái hành trình dài. Mình ra trường là 13 năm. Thì thành tích thì cũng được đồng nghiệp, rồi phụ huynh, rồi học trò, rồi lãnh đạo ghi nhận. Thì cũng có một số những cái thành tích, ví dụ như là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thế hoặc là trong các cái kỳ thi giáo viên giỏi cấp cơ sở hay là giáo viên giỏi cấp tỉnh, thế hoặc là các cái công việc đoàn thể thì mình cũng được ghi nhận. Và mình nghĩ là cái thành tích ấy vừa là phần thưởng cho cái nỗ lực của mình, và cũng đồng thời thực ra nó cũng là cái nguồn động viên từ phía tổ chức, cơ quan, rồi mọi người động viên mình là mình có thêm cái động lực tinh thần để mình cố gắng. Chị có thể cho biết cái vai trò của gia đình và nhà trường trong cái việc giảm kỳ thị đối với những trẻ em có HIV không ạ? Theo mình thì gia đình và cộng đồng có một cái vai trò quyết định đối với cái việc là giảm dần cho đến lúc là thanh toán hẳn cái việc mà phân biệt và kỳ thị đối xử với lại trẻ em có HIV. Bản thân mình là người trưởng thành mà khi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, mình đã thấy nó là một cái mà rất là thua thiệt. Thế mà với trẻ em, chúng chẳng có tội gì, thế mà chúng lại phải chịu một cái gánh nặng, chúng sẽ chết vì bị kỳ thị trước khi là bị chết vì virus. Thế thì mình thấy là gia đình thì nó là cái nền tảng giáo dục cơ bản
của mỗi người. Thế thì nếu như gia đình, kể cả gia đình có trẻ em có hát và có trẻ em không có hát, thì cũng đều phải coi trọng đến cái giáo dục nền tảng cho các thành viên trong gia đình. Để từ cái thay đổi về nhận thức thì nó sẽ dẫn đến cái thay đổi trong cái hành động, trong cái hành vi, trong cái cư xử. Được biết là bên cạnh cái công tác giảng dạy thì chị còn có khiếu làm thơ, bình văn. Ngay bây giờ thì chị có thể đọc một bài thơ nào mà mình cảm thấy tâm đắc nhất không ạ? Thì thơ thì làm nhiều, thế và cũng đã có một vài cơ hội để được đọc cho bạn bè, đồng nghiệp, và thậm chí là cũng đã từng được đọc cho các bạn có chung hoàn cảnh nghe về một số bài thơ của mình. Nhưng hôm nay thì mình xin đọc một cái bài thơ nói về mẹ, cái người đàn bà mà có cái ảnh hưởng rất lớn đến cái nghị lực sống của mình. Bài thơ mình đặt nhan đề là Rằng Xé. Ai sinh con chẳng mong được đáp đền, công lao sinh thành dưỡng dục, mẹ sinh con cũng trăm nghìn khó nhọc, đợi chờ, chờ đợi, đau đớn thay lá xanh về cội một ngày. Nỗi đời sao khéo đắng cay, chiến tranh chuyện mẹ mất con tưởng đã thành quá khứ. Mẹ còn đau gấp trăm lần thế, cuộc chiến hôm nay khốc liệt hơn nhiều. Ma túy cướp từ tay mẹ những đứa con yêu, mẹ mất chúng con thua thiệt đủ điều. Thiệt vui, thiệt buồn trong ngày giỗ Tết, thiệt trái nắng chờ trời chỗ để tựa nương. Nhân ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS, chị có thể gửi thông điệp gì đến những người không may mắc phải căn bệnh thế kỷ này? Mình muốn nói với các bạn như thế này, có gì thì có, không nên có hận thù. Thiếu gì thì thiếu, không nên thiếu niềm tin. Và ngã ở đâu thì nên cố gắng là đứng dậy từ chính chỗ đấy để đi về phía trước. Thế và cũng muốn chúc cho các bạn là có đủ cái nhân ái để không làm cho HIV gia tăng, có đủ mạnh mẽ để không đầu hàng, và có đủ niềm tin để nhìn về phía trước, và biết đâu là mình lại có một cái cơ hội để chữa lành bệnh. Vâng, rất là cảm ơn chị đã nhận lời tham gia phỏng vấn với phóng viên báo Bắc Giang Điện Tử, và chúc chị luôn khỏe và thành công trong công việc.